Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn nhằm đôn đốc việc triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện Con Plong, Gia Đồ Rai, Tumarong tổ chức ra soát, lập và phê duyệt lại danh sách đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được phê duyệt theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh bổ sung đề án gửi các bộ ngành liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với ba huyện Con Plong, Gia Đời Rai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương thực hiện hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở theo đề án, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo ở các huyện nghèo. Với những trường hợp phát sinh mới hộ nghèo và cận nghèo có khó khăn về nhà ở nhưng nằm ngoài danh sách kèm theo đề án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh sách và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở xây dựng, Sở lao động thương binh và xã hội.